Mỗi con người sinh ra đều có mẹ có cha. Con đường của Ngài A Di Đà Phật, minh tuệ tâm trong trí sáng là tinh hoa của cuộc sống. Người không có mời ai đi theo, cũng chẳng xua đuổi ai. Đức tính từ bi hỷ xả của Ngài đã xua đi những uế tạp trong thân thể, và hương thơm trên con của người của Ngài đã tỏa khắp muôn nơi. Dường như tâm can của Ngài đã bỏ hết tất cả những gì còn lại của thế gian phương vấn và trở thần đắc đạo trên con đường từ bi cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Dòng đường đi của Ngài, nhìn ánh mắt của Ngài, nhìn những giá trị yêu thương và sự khiêm tốn, khiêm nhường, giản dị, tâm trong trí sáng, đức độ bao la, chúng ta mới thấy được một vị chân tu sáng người giữa thế kỷ 21 thật tuyệt vời, mang tên Sư Thầy Thích Minh Tuệ. Tên thật là Lê Ân Tú. Ngài sinh năm 1981, là trai Tân Dậu, tại xã Kỳ Văn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Trung Bộ Việt Nam. Là con người miền Trung, là con người Nghệ Tĩnh, nơi sản sinh ra những con người cách mạng vĩ đại của Việt Nam chúng ta. Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 1930. Tổng Bí thư đầu tiên Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cử, rồi Hồ Chí Minh. Vâng, mảnh đất Nghệ Tĩnh, nơi sản sinh ra biết bao nhân tài của Tổ quốc, bên dòng sông Lam thơ mộng, uốn lượn chân mận con rồng, nơi sản sinh ra những lần tù vĩ đại, là vùng quê hiếu học, chịu thương chịu khó, quanh năm lũ lụt thiên tai, gió Lào khắc nghiệt, bốn mùa xuân hạ thu đông, đều phải luôn luôn nỗ lực với tinh thần phi thường. Có lẽ vì vậy mà Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta, dù cùng gia đình chuyển vào Gia Lai để làm kinh tế mới năm 1994, nhưng cốt cách, lời nói, văn hóa vẫn là con người miền Trung, xứ Nghệ, hết sức là cần cù, thông minh sáng tạo, một con người ham học hỏi, tiến về phía trước với biết bao nhiêu điều tuyệt vời. Con đường bộ hành khất thực của Ngài đã bắt đầu từ năm 2016, và đến hôm nay là lần thứ tư người đi bộ hành khất thực xuyên Việt từ Nam chí Bắc và ngược lại, với chặng đường hơn 3.000 km. Có thể nói hơn 9 năm qua, bàn chân của Ngài Thích Minh Tuệ đã đi trên mọi nẻo đường, con phố, qua những phố phường, xã phường, thị trấn, thị xã, thành phố. Và đôi bàn chân ấy mang trong mình một tinh thần và ý chí Việt Nam tự lực tự cường, độc lập tự chủ, rộng mở và luôn luôn nhìn về phía trước với những cái tâm thế của một con người yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng sự tiến bộ chung và những giá trị yêu thương con người, sẻ chia những cái sự phát triển thịnh vượng phồn vinh của thời đại khoa học công nghệ 4.0, 5.0. Ngài cũng là hiện thân
của những giá trị đạo Phật về tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, sự bác ái và luôn luôn từ bi hỷ xả. Ngài cũng là hiện thân của ý chí Việt Nam tự lực tự cường, thông minh sáng tạo. Người cũng là con người Việt Nam luôn lạc quan, yêu đời, nhìn về phía trước, vượt qua mưa giông bão tố, vượt qua những cái tham sân si, dục vọng, những lẽ sống tầm thường của một con người, để trở về với Đức Phật. Người cũng là một cái vị chân tu, nói đi đôi với làm, học đi đôi với hành, lý luận đi đôi với thực tiễn. Người cũng là một vị chân tu đầu tiên đi nghĩa vụ quân sự 3 năm với cấp bậc thượng sĩ, chức vụ trung đội phó. Người đã hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ quốc, nhiệm vụ đối với mẹ cha. Và giờ đây, nhiệm vụ của Ngài cao cả hơn, đó là giúp đỡ chúng sinh trên toàn thế giới, để chúng sinh có được một cái sự nhận thức đúng đắn về những giá trị của sự hợp tác phát triển là xu thế chung của thời đại ngày hôm nay, để đối phó với những thách thức về thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, rồi biết bao nhiêu những cái tai ương khác. Chặng đường tu hành của Ngài là chặng đường tu hành của thấm đậm mồ hôi, nước mắt, nụ cười, sự lạc quan. Và bước chân đi của Ngài làm cho trái tim của hàng triệu triệu đồng bào trong nước và quốc tế xúc động. Bạn bè quốc tế kính trọng về một vị chân tu Việt Nam, về một con người Việt Nam vĩ đại, người sáng trong thế kỷ 21. Các quốc gia có nền Phật giáo phát triển, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Myanmar, Thái Lan rất ngưỡng mộ về vị chân tu Thích Minh Tuệ của Việt Nam. Ngài để lại một hình ảnh đẹp, một giá trị đẹp, một tâm hồn đẹp và một sức sống hết sức tuyệt vời. A Di Đà Phật, ngày mới bình an đến quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế. Chúc Ngài đắc đạo, mang những giá trị tuyệt vời cho non nước Việt Nam hữu tình và thế giới xung quanh mình bình an và hạnh phúc.